Rồi, video lần này mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cái cách để mà lồng cái video vào cái text ha, như cái video demo nãy mình làm ha. Ok, rồi vô đi. Đây là cái timeline của mình cho cái video demo nãy nè. Mình sẽ cho bạn coi lại ha. Mình tắt âm thanh đi rồi các bạn. Play này nha. Đó, cái chữ Phú Yên nó hiện ra từ từ. Hai cái video lồng vào nhau. Và bây giờ cái chữ Phú Yên nó zoom vô, thấy không? Nó zoom dần dần tới khi mà hiện hết được cái video. Đó, thấy không? Thì ở đây mình ứng dụng ba cái kỹ thuật chính ha. Thứ nhất là lồng cái chữ vào video. Thì cái kỹ thuật này gọi là Composite Mode ha. Và cái Composite Mode mình dùng á là cái Darken ha. Rồi, cái kỹ thuật thứ hai là cái chữ chạy là Write on Text ha. Cái chữ chạy dần dần này. Đây, các bạn coi nè. Cái chữ Phú nè hiện lên xong nó chữ Yên nè ha. Đây là Write on Text ha, ứng dụng thêm keyframe nữa. Thì mình đã có một cái video chi tiết về cái Write on Text này rồi. Và cái kỹ thuật thứ ba là mình dùng cái zoom. Zoom tức là nó sẽ zoom cái chữ này ha, từ bự lên dần dần, thấy không? Đó. Thì cái zoom này mình dùng Dynamic Zoom ha. Đó, ba kỹ thuật. Composite Mode, Write on Text và Dynamic Zoom. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành luôn cho các bạn coi này ha. Ok. Mình kéo cái video này xuống đi. Đây, video này. Mình lấy âm thanh này, mình lấy hình ảnh nha, khỏi âm thanh đi. Đây, rồi. Cho nó lên đây ha. Tiếp theo là cái text các bạn. Cái text thì các bạn lưu ý là để mà có thể dùng cái write on text ha, thì bạn dùng cái text có dấu cộng này ha, chứ còn cái text mà không có dấu cộng là không có write on text đâu. Rồi, kéo cái này xuống đây. Đó. Bạn để ý nha. Cái video nằm trên, còn cái text nằm dưới ha. Đó. Hiện tại thì bạn chưa có thấy được cái text nằm lên đâu. Đó, bây giờ mình sẽ lồng cái text vào cái video ha. Đó, thì mình sẽ dùng Composite Mode. Đó. Bạn lưu ý nha, để ý cái việc mà mình đang chọn cái nào nè. Thì mình sẽ chọn cái video ở trên, cái video track 2 ha. Đó, còn cái text là nó video track 1. Để ý nha. Rồi, mình đang chọn cái video ở trên nè. Rồi, chỗ khung Inspector. Bật Inspector lên ha. Tab video nè. Đó, chỗ Composite đây. Bạn nhớ bạn bật nó lên nha. Rồi, sau đó bạn chọn là cái Darken. Thấy không? Mình chọn Darken xong rồi thấy chữ nó nổi lên này không? À, đó. Rồi, ok. Đó là lồng hai cái video với nhau rồi ha. Đó, thì cái text nó cũng được tính là một cái track video nha. Đó. Xong một cái thứ nhất rồi ha. Composite Mode, Darken. Và nhớ để vị trí là video ở trên, text ở dưới. Ok. Tiếp theo mình sẽ điều chỉnh cho cái text nó bự lên nha. Đây, mình chọn cái text nha. Ví dụ như là chữ Phú Yên nha. Đó, chỉnh cái phông cho nó đẹp đẹp ha. Đây, rồi cho nó bự ra. Cái phông cho nó bự ra đi. Đây. Ok chưa? Ha. Rồi. Đó là xong cái Composite Mode này, thấy không? Cái chữ nó lồng vào cái video, video lồng vào cái chữ. Đó, rồi. Xong một cái kỹ thuật đầu tiên. Kỹ thuật thứ hai là write on text, tức là làm cho cái chữ nó chạy ra dần dần á ha. Đây, mình sẽ chọn cái này. Rồi. Bên title ha. Kéo xuống. Nhớ nha, đang chọn cái text nha bạn ha. Và cái tab title nè, trong Inspector á, bạn kéo xuống dưới sẽ có write on text nè. Đây rồi. Mình sẽ cho nó vậy đi. Thấy không? Đây nè, bạn thấy không? Rồi. Ví dụ tới đây. Cho nó lên đây xíu. Rồi, mình sẽ cho nó một cái keyframe đây. Rồi, qua bên đây. Sẽ cho nó một cái keyframe nữa. Hiện lên được chữ Phú. Ha, ok. Rồi chạy lên chút xíu, dừng vài giây. Keyframe. Rồi. Qua bên đây tiếp. Bây giờ là thầy chữ Yên. Xong. Rồi, play lại thử này nha. Play. Đó, chữ Phú hiện lên trước, dừng vài giây xong nó chữ Yên. Thấy không? Rồi, đó là xong hai kỹ thuật rồi ha. Đó. Rồi. Hai cái video lồng vào nhau dùng Composite Mode, Darken và cái chữ chạy lên dần dần dùng cái Write on Text. Ok. Tới kỹ thuật cuối cùng thứ ba là tức là mình sẽ zoom ha. Zoom cái chữ lại. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái gọi là Dynamic Zoom ha. Đây, bạn chọn, nhớ là chọn phải đúng nha, đúng cái track ha. Mình sẽ xử lý ở chỗ cái track mà chứa cái text.
cái chữ á ha. Rồi qua bên tab setting, đây bạn để cái dynamic zoom nè ha, bật nó lên đó. Rồi cái bên này bạn nhớ nè, bật cái dynamic zoom chỗ này nè để nó hiện lên rồi ha. À, play thử đây. Ờ, khoan, chưa, từ back lại nha, back lại. Chưa, từ nha. Đây rồi, mình sẽ dynamic zoom từ đoạn này nhé bạn ha. Đợi nó chữ nó hiện ra hết á, đây nè, đợi nó chữ nó hiện ra hết nè. Đó, mình từ khúc này mình sẽ bắt đầu dynamic zoom đó, cắt ra, ok, rồi kéo dài nó xíu ha. Đó, mình xử lý dynamic zoom từ đoạn này các bạn ha, nghĩa là sau khi mà chữ nó hiện ra rồi á, đó mình mới bắt đầu zoom nó, ok, cắt nó ra ha. Rồi xử lý cái đoạn text này, à, đâu rồi, chọn rồi dynamic zoom đây, bật cái thằng này lên dynamic zoom, ok. Rồi play thử nha, các bạn thấy nó hơi lật ha. Đó thì ở đây nè, bạn cần phải, ủa khoan, ủa ngược rồi đúng không ha, mình cần cái này nó đang zoom cho cái chữ nó nhỏ lại ha, mình cần là cần zoom cho cái chữ nó bự lên ha. Đó thì bạn chỗ đây nó mới zoom đây, bạn bấm vô đây để cho nó sổ ra ha. Rồi bạn chọn chữ swap, swap tức là giống như là nghịch đảo lại á ha, hồi nãy nó là nó zoom cho nhỏ lại, bạn bấm swap nó sẽ zoom cho to lên đây. Rồi coi này nha, play này. Đó, nó sẽ zoom cho to lên, thấy không? Ha. À, đó, và mình cần á là nó sẽ zoom thiệt nhanh cái chỗ này và nó zoom full cái màn hình luôn. Ha, à, đây. Bạn nhớ bật cái chỗ này lên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái dynamic zoom. Bật cái này lên thì mới điều chỉnh được cái dynamic zoom này. Rồi, cái màu xanh á, cái bạn để ý cái khung này, có một cái khung màu xanh và một cái khung viền màu đỏ ha. À, khung viền màu xanh tức là cái khung viền từ lúc bắt đầu zoom. Còn khung viền màu đỏ là cái kết quả cuối cùng của cái việc zoom ha. À, mình sẽ điều khiển cái khung viền màu đỏ này, đây cho nó tương ứng cái chỗ này, đây tới đây đó ha. À, ok rồi bạn coi thành quả này nha, play từ đầu đi, đây bắt đầu zoom. Thấy không? Nó sẽ zoom vô cái chỗ này và nó sẽ full màn hình. Thấy không? Đó. Rồi. À, bạn sẽ đi tới đây. Và bạn thắc mắc tại sao tự dưng cái chỗ này nó đen thui rồi ha. Tại vì tới đây nè, thì cái thằng video ở trên nè, nó vẫn đang là cái composite mode các bạn ha. Qua khúc này nè, nó không còn gì nữa nên nó đen thui. Rồi, thì bạn phải tới đây nè. Đó, bạn bật nó lên tới đây ngay sát đây, bạn cắt nó đi. Ctrl B cắt nó đi. Rồi nhớ cái đoạn video khúc sau này bạn bỏ đi, bạn cho nó normal nữa lại ha. Đó rồi, thật xong rồi các bạn nè, coi nè, play nè, chữ Phú Yên hiện lên và hai cái video lồng vào nhau và bây giờ nó bắt đầu zoom đó ha. Rồi tới video này hết zoom đó, rồi xong, thấy không? Đó rất là đơn giản ha, dùng ba chủ yếu là ba kỹ thuật ha. Kỹ thuật thứ nhất là composite mode ha, cho cái video này lồng với lại cái video ở dưới ha, composite mode này, đắt kênh này. Kỹ thuật thứ hai, write on text, đây là chỗ cái text này, bên chỗ title write on text, ứng dụng như là keyframe nữa ha. Và kỹ thuật thứ ba là dynamic zoom cho cái thằng text này ha. Dynamic zoom thì bên setting đó, dynamic zoom, và nhớ là bật cái này lên để mà bạn có thể khống chế được cái zoom, cái dynamic zoom. Đó, thấy không? Và nhớ tới khúc này là cắt ra để mà bỏ cái composite mode từ cái đoạn sau đó đi ha. À, đó là xong ba cái kỹ thuật ứng dụng vô để mà bạn có thể làm được cái video lồng hay đó vô rồi zoom vô ha. À, play lại lần cuối ha, bạn có thể chèn nhạc nền này nọ vô cho nó đẹp nữa, play, thấy không? Rồi zoom vô. Đó. À, rồi, vậy là xong cái phần hướng dẫn lồng video vào chữ ha. À, nếu mà bạn thấy video này có ích á, nhớ cho mình một like ủng hộ ha. Thì thuật toán YouTube nó sẽ ưu tiên những cái video nào mà có nhiều like ha. Thì đây là cái động lực mình có thể thực hiện tiếp tục những cái video hướng dẫn cho bạn.
À, đừng quên là mình có nguyên một cái series hướng dẫn DaVinci Resolve căn bản á. Các bạn có thể coi vô cái kênh của mình á. Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.